Đây là Facebook chính chủ của em nha mọi người nha. Facebook của Quỳnh. Quỳnh chưa vô hết. Facebook của Quỳnh nha. Xin chào mọi người. Xin chào. Facebook của em á nha. Nha mọi người ơi. Hello mọi người. Để em nấu cơm. Để thì em nấu cơm nha chị nha. Em thấy cái túi để trên bàn tự nhiên nó rớt, chị hiểu không? Nói gì? Nè nè nè. Hello mọi người. Dạ xin chào mọi người. Mọi người nhớ chia sẻ like giùm em nha. Dì ơi chia sẻ like giùm cho em nha quý vị ơi, mọi người ơi. Hello hello hello. Hello mọi người. Quý vị ơi, xin lai chim quý vị ơi. Mọi người chia sẻ like giùm em, đây là Facebook của em nha mấy chị ơi. Ngày mai Lâm sẽ nấu cơm cho em ăn và sẽ tư vấn cho mọi người nha, mọi người nha. Bây giờ Lâm đau họng, bây giờ Lâm không nói gì nha. Bây giờ Lâm nói cho Lâm để like chim cho Lâm. Thì bây giờ Lâm sẽ nấu cơm, rửa chén, nhập đồ này nọ nha. Mọi người sẽ like chim cho em đi mọi người ơi. Dạ mấy chị chia sẻ like giùm em nha, mấy anh cũng luôn. Mấy anh chia sẻ like giùm em luôn cho mấy anh ơi. Ngày mai em sẽ tư vấn cho mấy chị là anh Lâm sẽ nấu cơm cho em và em sẽ tư vấn cho mấy chị về sản phẩm tắm trắng. Dạ chia sẻ nổi nha mấy chị nha, chia sẻ nhiều nhiều giùm em nha mọi rồi, người nha. Chia sẻ giùm cho em, chia sẻ nhanh lẹ liền lẹ liền 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 lẹ lẹ liền lẹ lẹ. Nhớ thêm đường vô chị Quỳnh ơi hả? Dạ. Trời ơi chị Năm Thư. Dạ, bộ lâu quá chị. Gặp chị Năm Thư. Em chào chị Năm Thư. Em chào chị Năm Thư nè. Trời ơi chị ơi, em xin hát tặng chị một bài hát được mang tên Anh Dương Lâm Quận 9. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Diễn hài không vui nên đi về đây ở quận 9. Trời ơi xây nhà quá trời, chị Thư không cho gì trơn trời. Là nói là bữa là chị Thư hứa là cho cái tủ lạnh 45 triệu mà thấy chưa thấy ship qua. Thiệt hả? Ừ. Ghê vậy. Hello, trời ơi lâu lắm rồi chị Nam Thư mới vô live stream của anh Dương Lâm Đồng Nai. Quý vị ơi hãy chào chị Nam Thư đi mọi người ơi. Rồi vô comment đi Quỳnh ơi. Yeah. Rồi comment đi. Comment. Chơi là chơi nha, chơi là chơi nha. Cái điện thoại bị hư rồi. À. Không comment được. Rồi vô Facebook chị hỏi nè. Rồi bây giờ mọi người chơi comment như vậy nha. Comment ai comment được từ 1 tới mấy? Dạ 11 tới 5. 4 thôi. Dạ 4 từ 1 tới 4 mà không đứt quãng. Quỳnh sẽ trích tiền bánh trung thu ra. Đó chính là 100 ngàn dành tặng cho mọi người. Đây 100 ngàn. Chị hỏi chết chị chưa tặng gì hả? Chưa tặng, chị chưa tặng gì luôn á. Chị Thư Thư em thiệt luôn á. Chị chưa tặng cho em gì hết trơn trời, thiệt sự luôn. Chị tặng cho em hai cái áo dài thôi à. Yeah. Mọi người ơi hả? Hello anh Lâm này. Phải nhớ xe livestream nha, phải nhớ xe livestream cho em nha. Xe livestream như vậy. Anh A Tuân, chào anh A Tuân. Dạ em chào anh A Tuân nha. Mọi người nhớ chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Dạ em cảm ơn chị Đỗ Dung. Dạ, hôm nay anh Lâm sẽ làm bánh. À đừng quên, anh Lâm sẽ nấu cơm cho em ăn đúng không nha. Vâng, bây giờ em sẽ nấu canh chua cho vợ em ăn cái gì nha. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua xịt. Ô kìa con cua, đừng la lớn nó chui xuống hàng, đừng la lớn nó chui xuống hàng. Say. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua, làm sao chứ? Giỏi ta hả? Quỳnh like đi Quỳnh. Coi nha, bây giờ ai mà comment được từ 1 tới 4 con Đức Quảng nha, cô Tiết Mai Ngô. Cô Tiết Mai Ngô, xin chào cô Tiết Tiết Mai Ngô. Hồ hồ. Dạ mọi người comment giống em nha, mấy chị comment từ 1 đến 4 không Đức Quảng là em sẽ trích ra tiền bánh trung thu là 100 ngàn, em sẽ nạp cạc cho mấy chị nha. Dạ đúng rồi, không Đức Quảng nha mọi người ơi, mọi người nhanh tay giùm em. Bấm lửa lên đây. Không biết mở bếp luôn, tôi không biết mở bếp luôn. Từ 1 đến 4 mấy chị ơi, comment giống như em nha. Từ 1 tới 4 nha, quý vị chỉ cần comment từ 1 tới 4 mà không Đức Quảng thì mọi người sẽ được 100 ngàn cài điện thoại. Với điều kiện là quý vị phải chia sẻ live stream giùm cho em như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em, Lấy cái micro xanh tao coi. Dạ em chào Vũ Nhi nha. Mấy chị ơi comment từ 1 đến 4 là nguyên hàng luôn. Là mình không có bị Đức Quảng là em sẽ trích ra tiền cạc. Á không, em tặng cho mọi người một cái cạc là 100 ngàn nha mấy chị nha. Em nạp liền trên like luôn cho mấy chị luôn, không có cần chờ 1 ngày 2 ngày gì hết cho mọi người nha. Dạ đúng rồi mọi người, nhanh giùm em ấy, mấy chị phải liên tục luôn á thì nó mới xong cái quản được nha. Quý vị ơi và trong khi chờ đợi thì em sẽ hát tặng quý vị bài hát được mang tên Bà xã tôi năm bờ quan. Xe ra stream nha, comment cho em có ai được chưa, có ai được chưa? Chưa. Trời ơi chưa ai được quý vị ơi, chưa ai được luôn nha, chưa ai được luôn. Chưa ai được hết nha, Thảo Quyên ơi nhanh hơn xíu nữa nha. Ừ, Thảo Quyên sắp được rồi nè, 1 cái 4 rồi rồi. Không được luôn. Không, Thảo Quyên ơi, 1 từ 1 đến 4 nha. Điện thoại mày đâu? Đây. Mở ra em sao tao qua đi, mở ra ngoài đi.
Quỳnh kiểm tra trên kia đi, giờ mới hỏi anh chi. Nè kiểm tra cho em lãnh nè. Quỳnh sao không Quỳnh đây. Say. Hello mọi người. Rồi comment từ 1 tới 4 cho chị nha. Ai mà comment mà không được quản thì lập tức được 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn mà lấy được kèo phải xe chim nha. Xe chim giùm cho em nha. Thảo Nguyên rồi nè, ok 1 rồi nè. Với Văn Tuấn 1 rồi nè, đó đó đó. Từ 1 đến 4 nha mấy chị nha, chứ không có được lộn xộn nha mọi người ơi. Sẽ được nhận một cái gạt trị giá là 100 ngàn nha mấy chị nha. Dạ cảm ơn Lệ Nam nha mấy chị ơi. Ngày mai Lâm sẽ chỗ tài nấu nướng, sẽ nấu cho em một tô canh chua đó. Đó chính là một món canh chua nha. Canh chua nha mọi người ơi, các anh làm được chưa, các anh được chưa? Chưa. Thảo Quy sắp được rồi nè. Trời ơi, bị Tấn Văn chặn mất tiêu rồi. Không phải đâu chị Thiên Kim ơi, từ 1 đến 4 á mấy chị. Có một comment là một số đó mấy chị ơi. Trời đất ơi, ra Nam Thư vô rồi. Trời ơi, Trương ơi, sắp nó mà hỏi chi cưng. Ê, kể vụ mà ê, dưới nhà mình có ai là chờ chú Trương, chờ cháu Trương gì đó. Ê, kể chú đi, kể chị, đi. Chú. Ai vậy? Chú. Rồi Trương biết không? Biết, không biết. Biết không? Ông tên gì? Tên gì quên rồi ta. Ông tên gì? Ông Chính. Ông Chính hả? Là nè, nè. À, tôi đi về quê tôi. Là có cái ông Chính đó là kế nhà Quỳnh hả Quỳnh? Đúng. Là ở lâu chơi với em sao đâu chưa? Lâu rồi, ông nói là hả, ông là chú của Nam Thư, ông chú Nam Thư. Nhưng mà Lâm nghĩ nha, anh nghĩ là trời ơi, ông này cho ông xạo, ông xạo, ông xạo. Trời ông đang còn lại ông ơi. Thiệt không? Nhưng mà ông nói giọng Quế là biết liền, biết là chú Nam Thư liền. Nam Thư giọng Quế, à, gái Quế đó, hèn gì, dữ quá dữ. Thật ra mới có tính. Xin hát tặng cái gì bài hát được mang tên Bà xã tôi number one, say. Bà xã tôi number one. Bà xã tôi number one. Gì vậy má? Lại giả pizza luôn rồi, lại giả pizza. Nhi là vô lại giả pizza liền luôn. Rồi comment nói gì nha, comment giùm cho em đi mọi người ơi. Mọi người comment từ 1 đến 4 là được rồi nha mọi người nha. Từ 1 đến 4 không biết quản nha. Làm lại, làm lại. Xôi rồi, canh xôi rồi, canh xôi rồi. Em đang nấu canh nha, em đang nấu canh. Bị gì nó bị gì vậy? Lại nhà. Say. Say. Lại giả hoài luôn á trời, thiệt á. Rồi sao nay nhiều người coi vậy? Hello hello, ai được chưa? Ai được chưa? Quý vị xe livestream cho em nha, xe livestream cho em, vỗ guitar, chào vỗ guitar nè. Trời ơi, Thảo Nguyên bị đứt riết luôn á, không được luôn á. 100 ngàn cho chị nhớ được kìa, phải xe livestream cho em. Hôm nay em sẽ nấu món gà kho nha, gà kho. Và món canh chua nha, canh chua có đường, à, canh chua có đường. À, Thảo Nguyên được chưa? Chưa, Thảo Nguyên sắp được mà. Six. Six. Bà xã tôi number one. Bà xã tôi number one. Xã tôi number one. Ôi không có lời mới vậy bà xã number one. Sáng sớm em, sáng sớm em đã ra đi. Phiên chợ xa thật là xa. Cá mắm em bán xong, còn lại đắm đang dịp nhà. Không bao đồng lo chuyện người ta, không la cà tầm bảy tầm ba. Nào có ai được như bà xã, lối sớm ai cũng thương, hay cùng khương tặng vợ tôi. Cứ nói tôi sướng ghê vì gặp phải cô vợ hiền. Lo cho chồng là đã đệt thang, yêu thương chồng cố gắng giàu sang. Nào có ai hết hay hơn bà xã. Hát bài này mắc ói ghê. Hát bài này mắc ói ghê gì, nó bắt em hát. Nó bắt em hát, nó bắt em hát rõ ràng, nó bắt em hát như vậy nha. Em nói là không, không hát, không hát, không hát. Nhưng mà nó anh hát đi, nó em cho anh triệu, cái em hát luôn, vậy em hát luôn. Mà em hát tự nhiên xong cái em mắc ói gì, mắc ói liền, mắc ói liền. Kim Khánh, Thảo Nguyên được chưa? Được nha. Thảo Nguyên rồi, Thảo Nguyên được 100 ngàn, cài điện thoại 100 ngàn nha Thảo Nguyên nha. Thôi sao nay nhiều người coi vậy. Thảo Nguyên được 100 ngàn cài điện thoại nha con gái của má. À, Huyền Thuyên, Huyền Thuyên. Rồi sẽ đây chim giùm cho em, ủng hộ giùm cho em gì nha. Và ngày hôm nay đây là canh của em nấu. Đây, cầm em nấu nha. Đây là ngồi canh em nấu. Nó gớm không? Nó hơi liễu biểu vậy nha. Đây, gà. Gà vợ em kho. Trời ơi, có gì thấy không? Ôi ôi, nè, quý vị. Một ngày là con vợ cho em ăn gì nữa vậy? Ăn vòng nó mua gì? Mua cánh nha. Nè, mua cánh, mua...
phao câu đồ rồi đó á, ăn uống nhợt nhạt như vậy nè, nó bắt chồng nó ăn trao đồ này nọ nè đó, trao đồ này nọ đó đó. Ghê không? Hết rồi Đức ơi, không có chơi nữa. Nghỉ chơi rồi nha, nghỉ chơi rồi nha, rồi bây giờ bán đồ đi Quỳnh ơi. Dạ. Thôi mệt quá. Không thì Quế Lâm. Chào mọi người, chào mấy chị chia sẻ like giùm em nha. Mấy chị chia sẻ livestream giùm cho em nha mấy chị nha, mấy chị của em ơi. Thảo Nguyên ơi, được rồi nha, Thảo Nguyên anh bó sinh nhật đặt fan giùm chị nha, để nhận được cái gạt trị giá 100 ngàn cho Thảo Nguyên nha. Hôm nay bán tấm trắng e skin nha. Chị em nào cần tấm trắng để số điện thoại giùm cho Lâm. Nhanh tay lẹ chân tấm trắng e skin cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. A S Skin Skin. Quý vị ơi, quý vị mua vé like show Quỳnh Linh chưa? Trời ơi, vé mắc nhất là 2 triệu rưỡi như vậy nha, 2 triệu rưỡi một vé. Vé rẻ nhất là 120, 130. Ủa anh đẹp quá hồi nào, càng ngày càng đẹp trời, đẹp đúng không? Quý vị, nay em đẹp ghê hả gì ha? Không thì Quý Lâm bớt chơi đi. Ngọc Xuyên ơi, Ngọc Xuyên xuyên. Ông mắc nết dễ sợ. Nấu đồ ăn đi nha. Dạ mẹ. Dạ Thảo Nguyên ơi, được rồi nha, giờ không chơi nữa nha. Bây giờ em tư vấn sản phẩm tắm trắng cho mấy chị luôn. Cực kỳ trắng, cực kỳ hiệu quả, mà giá cực kỳ cũng được đó mấy chị ơi. Là 490 ngàn một chai thôi. Bây giờ em sẽ test cho mấy chị coi nha. Cái sản phẩm này để 15 đến 20 phút thôi. Cái này là quá quen thuộc với mấy chị rồi đúng không? Thảo Nguyên ơi, mình được rồi nha Thảo Nguyên nha. Không cần comment nữa nha Thảo Nguyên ơi. Chia sẻ like giùm chị nha. Mọi người nhớ chia sẻ like giùm em. Nguyên một bộ gì là 4 sản phẩm là 1.470.000. Mấy chị mua sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết chỉ giá 490.000 nha mọi người nha. Ngày hôm nay là mọi người mua sẽ được free ship toàn quốc luôn. 4 sản phẩm này mấy chị có thể mua lẻ được một sản phẩm cũng được. Lẻ một sản phẩm là một chai là 490.000, mấy chị mua sẽ được free ship hết luôn nha mọi người nha. Bây giờ em sẽ test cho mấy chị coi và Lâm vừa test vừa nấu đồ ăn cho em ăn luôn nha mấy chị nha. Đâu rảnh đâu, đâu rảnh. Quý vị ơi, livestream này là vợ em bán gì nha, cho mọi người ủng hộ vợ em dùm. Dạ. Livestream này em không có like, em chỉ đứng ngoài sau. Nên em lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Điên là không bị khùng mấy chị ơi. Rồi bây giờ sẽ test cho mấy chị coi cái sản phẩm này. Cái này là tấm trắng 100% là của Hàn Quốc nha mấy chị nha. Nguyên liệu là của Hàn Quốc nha mọi người ơi. Cái này là được cái này là anh Mạnh Linh Bùi ơi, vô comment là giùm em nha mấy anh nha. Mấy chị mạng ok không ạ? Dạ mọi người mua là mấy chị inbox cho anh Mạnh Bùi giùm em, là tránh nhầm là mình lấy được mình không có phải là mua hàng giả nha mấy chị nha. Mọi người bây giờ là mấy chị đặt để lại số hồi giùm em luôn. Một chai tắm trắng cái gì là 490.000. Mấy chị mua sẽ được tạo được free ship toàn quốc cho mọi người nha. Bây giờ test cho mấy chị coi nha. Cái sản phẩm này nó rất là trắng luôn. Cái này của Hàn Quốc. Trắng không? Rất là thơm. Rất là trắng thơm không? Nha mấy chị nha. Trắng. Rất là trắng nha gì nha, rất là trắng. Chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em đó. Đó, đó số điện thoại giùm cho em nha. Để số điện thoại giùm cho em. Bây giờ sẽ nấu canh chua để đãi mọi người nha, sẽ đãi mọi người canh chua. Mini game còn không hả? Không nha con nha. Má đảm đang đúng rồi con ơi, má chính là một người phụ nữ đảm đang rồi. Ba mẹ đúng rồi, ba nha, ba mẹ, cảm ơn mọi người. Chị em nào mua comment để số điện thoại giùm cho em. Đây là sản phẩm e skin như vậy nha, một dòng sản phẩm mà tao nói rất là trắng, nguyên liệu 100% được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Mạnh Linh đã vô kìa. Dạ rồi, em sẽ ghim lại nha. Bây giờ là có số hotline của bên Mạnh Linh Bùi là 032 đuôi nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, bây giờ là mấy chị mua dễ bị cướp đơn một lắm, với lại nó cướp đơn á, nó sẽ nó giao hàng giả cho mấy chị, cho nên mọi người nhớ lưu ý giùm em là có số nội hotline là 0032 đuôi giùm em, là mới chính xác là số điện thoại của giám đốc nha mấy chị nha. Là mấy chị gọi điện thoại vô đó là mấy chị mua đúng ngay sản phẩm Hàn Quốc luôn mọi người ơi. À bánh trung thu còn không hả mấy chị ơi, muốn trung thu em mới cho em nha. Dạ lấy một chai quỷ cái út này hết hồn. Ai vậy, ai mua vậy? Ok chị em nào mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em gì nha. Cái này là có bốn loại. Đây cái là cái chai băng đêm rồi đó, cái chai băng cái một chai là tấm trắng gì, một chai là tắm trắng hàng ngày, mỗi lần một chai là tắm trắng một lần, một chai tắm trắng hàng ngày, một chai body ban đêm, một chai body ban ngày như vậy nha. Cái mình hòa quyện lại mình sức quen bộ giùm cho em, một bộ là 1.490.000. Hạnh Canada, Hạnh Canada ơi, sắp nhận được dầu thơm em chưa? Dạ một chai là 490.000, đây là tắm trắng mấy chị ơi. Tắm trắng một bước là có nghĩa là một tắm trắng là mấy chị tắm một bước thôi là đã trắng rồi. Là mấy chị xuất lên giùm em, để khoảng 15 đến 20 phút sau nha mấy chị nha. Rất là trắng luôn cho mọi người nha. Tắm gì á? Vũ đoàn, mấy vũ đoàn múa xương cá. Dạ xong rồi mình tắm trắng xong rồi đúng không mấy chị ơi. Đây là chai sữa tắm trắng hàng ngày, là mấy chị có thể thay thế với là những cái chai sữa tắm mà mấy chị đang xài đó. Nó vừa công dụng thơm vừa sạch da, nhưng mà có tác dụng là vừa trắng da cho mấy chị luôn.
Dạ 490.000 một chai, với chị mua lẻ một chai là 490.000. Còn cả nhà mình bây giờ là mua nguyên một bộ như vậy là 1.470.000. Là mấy chị sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 mọi người nha. Là mình sức lên một lần những gì dân chuyện chính đồ anh nha. Sức một lần, mình sức một lần là da mình sẽ bật tông và trắng sáng lên. Và gì biết không, cái nguyên liệu là nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc như vậy nha. Chính vì vậy mà chị em nào mua cứ comment để số điện thoại dùm cho Lâm. Cực kỳ ok và cực kỳ quả đây, bạn Mạnh Linh Bùi bạn bán như vậy nha. Bạn là bạn giám đốc luôn. Chính vì vậy nếu mà ai mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho Mạnh Linh Bùi dùm cho Lâm để tránh hàng giả và hàng nhái nha. Mọi người ơi. Dạ đúng rồi, đây là sản phẩm đánh nhái Hàn Quốc. 100% là nguyên liệu từ Hàn Quốc hết cho mọi người nha. Nó bị giật giật gì anh hả chị? Chắc do mạng bên chị á chị ơi, mạng bên em nó ổn luôn. Mua 3 tặng 1 được miễn phí ship trong livestream luôn nhé cả nhà ơi. Vậy hả? Mua 3 tặng 1 luôn có nghĩa là mấy chị mua một bộ như vậy là một được giảm 490.000 đúng không anh ơi? Dạ cảm ơn chị Nguyễn Yến nha. Trải qua bao nhiêu tình yêu, ngày tháng trong em mùa mông nhiều kỷ niệm xưa. Má ơi cho ăn cái hả? Anh nhà nó bánh ngon lắm ha. Cảm ơn cái gì đây? Mua 3 tặng 1 thì được miễn ship hả trong livestream. Có nghĩa là sao? Mua 3 bộ tặng 1 hả? À không thì chắc là với tiền 3 chai thôi, 490 x 3 còn nhiêu đạt. Phải không? Mạnh Linh ơi viết cái rồi gõ gàng ra đi, gõ gàng đi chẳng được rồi. Cảm ơn mọi người. Chị em nào mà cần trắng, chị em nào muốn đẹp thì nhanh tay đẹp chân sở hữu cái dòng tắm trắng e skin như vậy nha. Rất là trắng, đây mình sức lên và mình để chị 15 phút nha. 1.470.000. À có nghĩa là 3 chai là 1.470.000. Ừ, đúng rồi. Phải không? À thì đúng rồi. Là mấy chị mua, có nghĩa là mấy chị mua một bộ vậy là 1.470.000, có nghĩa là mấy chị đều được tặng một chai rồi đó. Cái cộng ra thì vậy là hết 2 triệu rồi. Đúng rồi. Hồi bữa hôm vậy em ngu với ta. Là sao? Xin lỗi mọi người nha. Là bạn, sao rồi? Có nghĩa là bữa hôm giờ là 3 chai vậy là 1.470.000 rồi. Ủa vậy hả? Được tặng thêm chai. Ồ ngon. Ờ đúng không mấy chị ơi, bữa hôm giờ là em hơi ngu, em xin lỗi mấy chị nha, em nói lộn á. Em nói lại với mấy chị nha. Dòng nó bán không có tâm cái gì, nó bán không có tâm á. Em nói lộn chứ phải có tâm gì. Ai cũng có tâm đúng không mấy chị. Trải ơi. Qua bao chuyện tình yêu, ngày tháng trong em. 1 triệu là 1.470.000. Tính tiền 3 chai tặng 1 chai sữa tắm. À đúng rồi mấy chị ơi. Nguyên một bộ như vậy là mấy chị mua chỉ với giá là 1.470.000 đó mấy chị. Có nghĩa là mình đã được tặng 1 chai rồi đó mấy chị nha. Đúng rồi, còn chần chờ nữa. Bây giờ mọi người cần để số điện thoại lại giùm cho em thôi. Để lại số điện thoại và nhân viên Zalo cũng như tư vấn cho mọi người. Nhanh tay lẹ chân đi mọi người ơi. Lát check inbox cho em với ok Sơn Cute. Nếu gì mà vì công việc thì anh mới check inbox nha. Còn hỏi thăm du dơ sức khỏe này nọ thì anh không có trả lời. Oh yeah. Dưa thơm. Dạ. Trải qua bao nhiêu tình yêu, ngày tháng trong em vẫn muốn nhiều. Ủa sẽ ra đây sẽ không. Nay mình chính. Nếu hỏi rằng Lâm yêu ai thì Lâm thì Lâm yêu chị. Chị gì? Ông điên. Dạ em chào tiếng Nhật nha mấy chị ơi. Bây giờ mấy chị mua mấy chị để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. Dạ mua để lại số điện thoại giùm em nha mọi người ơi. Một cái là 490.000. Nó bao trắng cho vậy luôn. Em nói gì là bao trắng cái gì nguyên liệu nha gì nha. Ok lắm ok. Nó bị giật giật á chị hả? Công việc nó ok, công việc thì ok. Ê chị em nào mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em nhanh tay lẹ chân. Hoặc là chị em nào muốn kinh doanh sĩ thì liên hệ Mạnh Linh. Em xài được không anh ơi? Ai xài cũng được trơn trọi, nam nữ video môi đều xài được hết. Chủ yếu là mọi người muốn xài là được thôi. Còn chần chờ nữa để số điện thoại giùm cho em đi mọi người ơi. Hãy trao cho em. Hãy trao cho em. Dạ đúng rồi, đây là từ thiên nhiên mà đặc biệt là nguyên liệu từ Hàn Quốc nha mấy chị nha. 100% là từ Hàn Quốc hết. Cho nên mọi người mua. À, em ở Đồng Nai cũng mua giảm được giá được phí ship cho mấy chị nha mấy chị ơi. Dạ ok chị Diệu Ngọc nha, mấy chị mua để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. 490.000 một chai thôi mấy chị ơi. Dạ đúng rồi chị Nga Nguyễn ơi. Bây giờ mấy chị mua một bộ là 1.470.000 là mấy chị sẽ được tặng một chai rồi đó mấy chị ơi. Dạ đúng rồi, cái này được phi ship toàn quốc hết nha. Phi ship toàn quốc cho mọi người, còn chần chờ mình quay qua đây cho anh rửa cho coi ta coi. Tay em gì sao quay? Lạc quay lạc. Đang xài nè, nó trắng hợp. Đây. Nam nữ là đều xài được hết nha mọi người ơi. Rồi quay lại cho anh đi. Trời ơi, cái khăn cũng to. Quay đây. Đây em làm xài rất là nhiều loại tấm trắng hiểu gì nha. Đây. Nè cái gì coi. Trải qua bao chuyện tình yêu ha, để chừng 15 phút thôi là quý vị thấy da mình sẽ bật tông liền, da mình sẽ bật tông liền. Trải qua bao chuyện tình yêu, ngày tháng trong em vừa mong nhiều. Cái này là Mạnh Linh Bùi bán cho gì nha, em không bán nha. Đừng liên hệ cho em khi em không bán skin hay liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Mọi người mua là em bói trực tiếp cho Facebook Mạnh Linh Bùi, em đã ghi ở dưới nha mọi người nha. Là tránh là mấy chị không có mua nhầm hàng nha mấy chị ơi.
Nhiều khi là chị em nó sẽ lấy số điện thoại mấy rõ chị, không? Nó sẽ giao hàng giả cho mấy chị nha. Rõ. Rõ anh Trắng điều rõ không? Siêu trắng luôn mấy chị ơi, để 15-20 phút giùm em thôi. Rồi. Rõ. Rất là trắng nhau vậy nha, rất là trắng luôn. Này hỡi mọi người, chết mẹ khét mẹ cái nồi canh này. Tắt rồi. Dạ, quý vị ơi, đón quý vị ơi, nếu như mà ở nhà mà mình á, chị em nào mà đang nội trợ nha, chị em nào mà đang rất là tất bật với công việc của mình, hoặc những người nào mà làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa với em bé gái, phải người lớn cơ, khi em bé khóc anh phải dỗ dành mẹ cho quà bánh em chia phần hơn, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn đó, dạng dạng mà bận rộn, nói gì bận rộn. Thì nếu mọi người không có thời gian thì cái mọi người cứ sử dụng dùm cho em, mình sử dụng mình nấu đồ ăn rồi này nọ đó. Đây một nồi canh chua em nấu đó quý vị ơi, hả quý vị không, em rất là đảm đang. À, đây bắp chuối nha đó, mình nấu đồ này nọ rất là ngon luôn, rau rác đồ mình dọn cơm cho buổi chiều cho gia đình mình, đúng không quý vị? Mỗi người là có một cuộc sống riêng đó, em là bây giờ là đó ở đợi cho gia đình em cá hay vậy, cá hú không, trời ơi ít đâu đứt mẹ là đứt rồi, đứt rồi Quỳnh ơi. Hay quá à. Tuy là em không khéo như gì nha, không khéo, nhưng mà kiếm đâu mà một người mà như em vừa đẹp mà vừa giỏi nữa mà vừa công dung ngôn hạnh nữa, đúng vậy đó, mình... Ủa khăn này khăn lông mình đấy chị Quỳnh. Ờ khăn của ai vậy? Tự nhiên anh lấy anh đưa vô à. Ờ chứ đồ nhắc biết đâu. Cái bên rồi đất đây ơi, thiệt luôn. Quý vị ơi, cái khăn này là cái khăn tắm nhà em nếu gì nha. Thì đó, ai mà để đây em tưởng cái khăn lau biết nè, nào gì thấy không? Canh chua của Lê Dương Bảo Lâm nấu nhau gì nha. Quý vị có muốn ăn canh chua với em không? Okay. Rất là ngon. Chị em là một bộ cứ để số điện thoại giùm cho em, đảm bảo là cam đoan trắng nhau gì nha. Giá thì nó hơi mắc hơn những sản phẩm khác nhau gì nha. Bởi sao? Bởi vì nguyên liệu của nó được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Nó sẽ làm trắng da, mịn màng da và đẹp da. Đây, tắm ra xong rồi da mình rất là mỏng nha mấy chị nha. Rất là mỡn và nó rất là trắng cho làn da chúng ta, quý vị thấy không? Đây, quý vị nhìn kỹ nha. Thì da em là da trắng rồi cho nên mọi người phải nhìn kỹ mới thấy được cái bạc tông như thế nào. Nhanh tay lẹ chân đi, quý vị thấy không? Này tay này đúng không? Đây, quý vị thấy không? Ra sẽ bạc tông mà nó trắng sáng mịn màng và nó sẽ nhẹ, nó sẽ bung cái lớp mà lớp sần ra. Đây. Dạ, tắm xong da mình rất là mịn nha mấy chị. Đúng rồi, ở đây là Mạnh Linh Bùi bán cái gì nha. Em không bán cho nên mọi người đừng inbox cho em. Mọi người hãy nhanh tay lẹ chân liên hệ cho Mạnh Linh Bùi. Má là bể cá hả? Không sao con nha, chú ý là đẹp được rồi, chú ý là đẹp nha. Dạ, một bộ là 1.470.000, có nghĩa là 3 sản phẩm. Mấy chị sẽ được tặng một sản phẩm là gồm 4 sản phẩm này, chỉ với giá là 1.470.000. Mấy chị có thể mua lẻ một chai cũng được nha mấy chị nha. Mua lẻ một chai là 490.000. Nãy là em mới test cho mấy chị coi là chai tắm trắng một bước thôi là nó màu đen, còn chai sữa tắm trắng hàng ngày nó là vừa công dụng là sữa tắm vừa thơm vừa sạch da mà vừa trắng da nữa nha mấy chị. Đó chính là một tô canh chua nha mấy chị nha, một tô canh chua. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai giải nắng dầm xương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Dạ. Tức là cái món canh chua quê hương chúng ta nha chị nha. Cho dù chúng ta có đi xa, ví dụ như con hạnh Canada, nó ở tuốt bên Canada, xa xôi dịu vậy, nhưng sẽ không bao giờ quên được cái nồi canh chua mẹ nấu nha quý vị ơi. Muốn ăn canh chua nấu thì sao hả? Muốn ăn canh chua nấu thì qua nhà anh. Hiện tại là nhà anh nhà ở quân chính. Ngưỡng mộ anh chị quá, cảm ơn mọi người. Dạ, bây giờ là mấy chị mua là có bên đây là có kem body luôn. Một bộ là được tặng một nồi canh chua ha. Mua một bộ được tặng một nồi canh chua. Ừ, hiệu cái xua xua. Dạ, còn đây là kem dưỡng body nha mấy chị nha. Body bên đây là của anh Bùi Mạnh Linh, là có hai dòng, một dòng ban ngày, một dòng ban đêm. Ban ngày là có tinh chất chống nắng cho mấy chị luôn, còn ban đêm là mình xức vô lại thấm liền, nó không hề bít đít nha mấy chị nha. Nè quý vị, em nấp đây trong xe em thề. Ủa tụi tao đâu? Đây. Ở trong xe tao phải không ta? Trong xe còn chỗ nào đó? Em nói vậy là trong xe em nó động con trai còn ta lát mở ra không có rồi đội quần á, có đây heo gì không, đây là em cho gì coi là trong xe của em nha, là có đây em cho gì coi xe ở của em, đây là dây nè ha, dây nhợ đem đeo đây đây đó, em cho gì tham quan xem liền, trời ơi đây ha nè, air skin là có nè ha, cái này là của gì dưỡng da mặt nè ha, mẹ mắt nè, có mẹ mắt luôn ha, mẹ mắt đừng mắt xô, trời ơi gõ gàng nè, viên uống trắng da là có luôn nè, đây viên uống trắng da nha, viên uống trắng da, cái này là dưỡng mắt dưỡng mi đó, phấn đánh đồ gõ gàng nè, kẹo ngậm nở ngực nè, thấy không, trời ơi đầy đủ hết nhau gì nha, đầy đủ luôn. Một hông em ơi, một bộ đó là 1.000.000 mấy, quên mẹ, quên
1.470.000, 1.470.000 nha. Cho nên mọi người mua thì comment để số điện thoại giùm cho Lâm, comment để số điện thoại giùm cho em, bật tông hẳn luôn, đúng rồi vậy. Có nghĩa là sẽ bật tông hẳn cho mọi người luôn, nó sẽ bật tông luôn. Và khi mọi người sử dụng nó bật tông liền ngay từ lần sử dụng đầu tiên, nó sẽ giúp mọi người trắng lên và hồng hào hơn. Thì chị em nào muốn mua thì liên hệ với Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Mạnh Linh Bùi là các bạn đang kinh doanh sản phẩm này cũng như là giám đốc sản phẩm nhau gì nha. Cho nên mọi người yên tâm giùm cho em, bởi vì cái nguyên liệu của nó là gồm gì? Trà xanh, bia lên men, rồi than hoạt tính nha, than hoạt tính sẽ làm trắng da, bật tông da ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Mọi người mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em hoặc liên hệ với Mạnh Linh Bùi. Khởi mi, khởi mi ơi, khởi mi, khởi mi ăn kẹt, khởi mi. Khởi mi ơi, bạch chè của em vẫn còn. Cho em một bạch. Cho em một bạch rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ăn chè của Khởi Mi. Quý vị ơi, đây là đồ đá em tâm sự gì là cái con Khởi Mi. Một sức của nó diễn là chỉ khoảng 200 ngàn thôi như vậy nha. Một sức của nó là 200 ngàn. Chồng nó chắc cũng khoảng 100 rưỡi, là hai đứa là khoảng 300 rưỡi thôi. 300 rưỡi thôi. Nhưng mà tập live show là khoảng tập khoảng 2 tuần như vậy nha. Mà một ngày tụi nó phải tốn 2 triệu đồng. 2 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền mua đồ thôi. Về đi. Đây là chè nha chị nha, chè. Chè của Khởi Mi, chè bắp. Ok chị Lan Ngọc, thấy Lan Ngọc rồi. Tặng anh tem xài thử đi, hay em mua hả? Má ơi bữa nào ghé nhà má chơi, trời quá trời người mua luôn kìa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Lao cái màn hình đi Quỳnh. Mấy chị mua rồi mấy chị để lại số điện thoại giùm em nha, chết cha bị dơ rồi. 490.000 một chai, mấy chị mua một chai cũng được nha. Một chai tắm trắng á là mấy chị sử dụng được khoảng 2 tháng đó mấy chị ơi. Rất là lâu mấy chị. Mấy chị xài lên cơ thể chúng ta. Chị Khởi Mi, Khởi Mi ơi, trái hoa bao chuyện tình yêu, màu sắc của Khởi Mi đen thui. Khởi Mi ơi ơi, sao em nữa nơi Khởi Mi, Khởi Mi. Gửi qua châu Âu một chai 499k ship bao nhiêu chị biết cho Bùi mà Ninh nó bắt chị biết chị Apple. Mẹ quý vị, khi mà mọi người xài thì da sẽ bật tông nha. Mọi người nên sử dụng giùm cho em và sử dụng thường xuyên giùm cho em, nhanh tay lẹ chân nha mọi người ơi. Ở đây có ai fan Khởi Mi không vậy? Có ai fan Khởi Mi không? Còn Khởi Mi fan nó chưa quá trời của đất không vậy? Thiệt sự. Khởi Mi còn coi không? Khởi Mi còn coi không? Khởi Mi còn coi không? Khởi Mi em còn coi không? Khởi Mi ơi! Mưa nhạt nhòa, mưa bụi nhạt nhòa, thôi hết còn đâu. Chào hai em hả? Ok chị Lê Thảo, em cảm ơn chị Lê Thảo, cảm ơn mọi người rất nhiều đây. Quý vị, là gì thấy hai tay sẽ khác như gì nha, da em là da trắng sẵn rồi gì thấy không? Da trắng à, đó, nó sẽ bật tông như thế này. Nó sẽ bật tông nhẹ 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 như thế này. Để số điện thoại giùm cho em. Đó, để lại số điện thoại giùm cho em. Trải qua bao chuyện tình yêu, mọi người sẽ chim giùm cho em. Sẽ chim giùm Phùng, chị Phùng Vĩnh Vượng giá bao nhiêu? Dạ chị ơi, một chai như thế này là 490.000. Và đặc biệt á là có thể tắm trên mặt được luôn nha. Tắm trên mặt được luôn. Nên mấy chị yên tâm giùm cho em. Và chất liệu nó rất là thơm như vậy nha, rất là thơm. Và một chai là 490.000. Mọi người mua 3 sản phẩm ngày hôm nay thì bên em tặng cho chị thêm một chai. Em về em tắm cho sữa tắm cho chị coi nha. Dạ đúng rồi, là mấy chị nào mà da nào giờ mà mình đã sử dụng kem rồi đó mấy chị, là mình tắm rất là nhanh lên luôn. Còn mấy chị nào mà da mà nó bị đen đen nhiều quá, như là da mình lâu mà mình không có sử dụng tắm trắng thường xuyên á, là mình nó bật tông hơi lâu xíu, khoảng tắm khoảng 2 lần giùm em mấy chị nha. Tháng 10 này em đi Hàn Quốc không? Tháng 10 em đi Hàn Quốc nha. Quý vị ơi, cuối tháng này thì Lâm sẽ đi Úc nha. Bà con mà ở Sydney thì đó gặp gỡ Lâm. Tháng 9 là Lâm sẽ đi Mỹ đó. Tháng 10 là Lâm sẽ đi Úc với Minh Dự với anh Quỷ Âu Quốc Khánh. Đi Hàn Quốc. Tháng 10 là Lâm sẽ đi Hàn Quốc với nhóm Lâm là Minh Dự nè, Quốc Khánh nè, cũng như là Tuấn Dũng nha, rồi dẫn vợ theo luôn. Có Quỳnh với Nhi nữa. Da mỏng xài được luôn, da mỏng xài được luôn. Dạ. Yên tâm giùm cho Lâm xài ok lắm. Bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn quý vị mà xài cái chai sữa tắm đi nha. Sữa tắm này, đây. Dạ. Đây, 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 đây. Sao? Em đây, đây, anh hướng dẫn người xài sữa tắm. Mình phải làm cho đi chơi. Bán bông hả? Có nha, chị chuẩn bị làm bông rồi mấy chị ơi. Em chuẩn bị làm bông nha. Mấy anh mấy chị nào? Để cái đây nè. Mấy anh mấy chị nào á mà chuẩn bị mua bông cho bồ, cho người yêu, cho mẹ, cho cha rồi đó, vô gì
Bông bông em bán trong hoa sóc thơm thơm lắm mà giá đánh giá rẻ cực kỳ á mấy anh mấy chị. Rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn quý vị cái cách mà chúng ta tắm sữa tắm nha. Nào mà mình chui đây, mình chui đây. Đó mình chui đây sữa tắm. Thì cái chai sữa tắm nó như thế này những gì nha, nó như thế này thì nó sẽ nó màu hồng cái này đó, mình bẹt ra thì cái tinh chất là tinh chất lụ đỏ như vậy nha, và đặc biệt là trong những cái hạt này nó có những cái hạt li ti sẽ khóa trắng làn da chúng ta lại, làm da chúng ta trắng sáng mạnh màng nha. Đây khi mọi người sử dụng thì những cái hạt li ti này rất là thơm luôn. Mọi người cần massage đều lên làn da chúng ta thì da chúng ta sẽ bật cà tông. Ê chị Liễu Đặng, chị yên tâm đi, xài mà dị ứng chị trả lại cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em nha. Xài mà bị dị ứng chị trả lại cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em đó. Khi mà sữa tắm là mọi người sẽ ra như thế này và tạo bọt như thế này và rất là thơm mọi người ơi. Thì cái chai nó y chang như thế này nha. Chị em nào mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân. Đi đâu mà giỏi mà vàng mệt quá. Dạ đúng rồi mấy chị ơi, 490.000 một chai thôi. Mấy chị khỏi mua lẻ một chai, nhưng mà mấy chị nào mà đã xài rồi là mình nên mua một bộ. Mua một bộ là được tặng một chai trị giá 490.000 mấy chị nha. Dạ cái này rất là nhiều người, ví dụ như nghệ sĩ tinh dụng gì con bà Thanh Hương, rồi cái bé gạo nếp gạo tẻ, con bé Thí Ngân đồ này nào nó cũng sử dụng như vậy nha. Nói chung là rất là nhiều người đã sử dụng sản phẩm này rồi, cho nên chị em mình cứ yên tâm và sử dụng thử giùm cho em nha vậy nha. Để đó ông mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn, xin mua giùm cho em, mua cho em một chai kinh chi 490 à. Người hơi mua đi mua ba tặng một, xin mua giùm tớ kinh. Ok Trần Minh Tài nha, nhớ mua năm nào mấy chị nào mua nhớ mua bông, em ủng hộ em nha mấy anh chị ơi, em thích bán bông rồi. Ok chị Phạm Bích nha, đúng rồi mấy chị mua để lại số điện thoại giùm em hoặc là điện thoại có số điện thoại hotline của anh Bùi Mạnh Linh em để dưới đó mấy chị. Đúng rồi, Bùi Mạnh Linh là các bạn đang kinh doanh dòng sản phẩm này. Em kính chào mọi người đang xem livestream của em. Bảo hành 10 ngày nếu bị dị ứng là mình thu hồi hàng cho mấy chị hoàn tiền khi dị ứng nhé. Dạ đúng rồi, cái thằng Mạnh Linh nó nói như vậy rồi, cứ yên tâm dùm cho em. Ê, bác chị một chai đấy, chị ụt, em cảm ơn chị rất là nhiều, chị ụt nha. Bây giờ em xin hát tặng chị bài hát được mang tên Chú Heo Con Ở Bản Đôn. Chú heo con ở Bản Đôn chưa có ngà nên còn trẻ con, từ rừng ra chị ụt đến với người, vẫn ham ăn vừa lại ham chơi. Ụt ơi, màu lên nhanh có đôi ngà to, có sức đi kẹo làng người xa. Vợ chồng em bị tâm thần quý vị ơi, không phải dễ thương, vợ em bị tâm thần. Ngày xưa là vợ em nó té giếng 3 lần đó, còn em là em té đường mương khoảng 4-5 lần như vậy nha. Hai vợ chồng phối hợp với nhau là như một con điên. Chị Quỳnh đi Hàn Quốc thèm bánh hả? Dạ, Nguyễn Ngay Tây, chị quên nữa, chị thấy nhắn của em rồi, mà chứ chú trả lời được, chị sẽ đền lại cho em nha. Quý vị ơi, lại tháng 10 là em đi qua Hàn Quốc nha, chị em nào bên Hàn Quốc nhớ ra rủ rê em nha, đi chơi. Rồi em qua bển một lần rồi và thích lắm, mê lắm, mua quần mua áo. Nói trên like là nhớ dẫn thì còn nhớ dẫn. Ok luôn. Chó nhà nghe chưa, quỷ hay cái hay chuyên gia chó nhà lắm. Ví dụ hay ghét lắm, đi hay là ăn chuyện. Đi hay là ăn chuyện, tao làm đã đời vô. Rồi cuối cùng anh nó đi không? Không. Cho em đi đâu? Hát cao cái lương đi em mua cho hả? Ok em. Biển cương lá rơi thu hà em ơi, đường dài mình mù em không tới nơi, mây nước buồn cơn lửa binh, hết cây chuyện chung tình, không tan duyên em một mình, cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh. À, bị trúng đạn đó nha. Trời ơi bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiền, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn. Bạch Trời gì có một chai, gì có một chai sữa tắm, gì có một chai sữa tắm thôi mà hát như một con chó thiệt luôn á. À. Dạ em cảm ơn chị Thanh Trương nha. Cảm ơn Thanh Trương nha, xin chị ủng hộ giùm cho anh chơi chút. Dạ chị Tiểu Đặng ơi, chị bó cho anh Mạnh Linh Bùi giùm em đi mấy chị ơi. Mấy chị nào mua hàng á, mấy chị ủng hộ giùm cho em, liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em, mà không có bán nha. Và Mạnh Linh alo cho em, 3700 con người đang coi, 3700 người đang coi nha.
nói về cho mấy đứa mà phát lại nó vừa nè, 390.000 một chai á chị. Và bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn quý vị cách mà chúng ta xài cái body ban đêm và body ban ngày. Quý vị ơi, mọi người, da của em thật sự bây giờ rất là đẹp, em nói thiệt, em thề gì là rất rất là đẹp luôn. Từ cái da người đến da cổ và da mặt rất là đẹp, sao em dưỡng rất là kỹ, như vậy em dưỡng rất là kỹ luôn. Và quý vị biết không, có nghĩa là dầm và phấn son đi ngừng dưỡng da, tức là em dưỡng liên tục là cái da em sẽ như vậy đó. Mọi người cứ xoa 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 đều như vậy, mọi người hãy sử dụng dùm cho em và mọi người tập cái thói quen là dưỡng da như vậy nha. Dưỡng da dùm cho em, dưỡng da dùm cho em, mình dưỡng da, cái da mình càng ngày càng đẹp càng trắng. Mà khi mà cái da mình trắng, mình cảm giác cái con người chúng ta sạch sẽ, vậy sạch sẽ như vậy nha. Cũng như là cái thần thái của mình bị sáng hơn, đẹp hơn quý vị ha. Em rất là đẹp bởi vì em dưỡng da, còn vợ em nhìn rất là su bẻn nha. Không bao giờ mà dưỡng da con gái đàn bà đâu, làm biến như quỷ, làm biến như tôi ăn xong rồi nằm phè ra kêu là dưỡng da cũng không dưỡng nhau gì nha. Tối nha, trang điểm không xong cũng không tẩy trang luôn, nằm phè phỡn cho con bú xong rồi cái lim dim ngủ luôn. Còn trong khi đó em phải tắm rửa sạch sẽ như vậy nha, và em phải dưỡng da rất là kỹ luôn. Người của em cổ sự từ chỗ xuống là em dưỡng da rất là cực, cũng như là đắp mặt nạ đồ này nọ. Rồi em phải dưỡng môi của em dưỡng môi xong rồi em dưỡng chân mày cho nó ra nhiều, nó nói chuyện mà dán miếng là nè. Em dưỡng rất là cực luôn nha quý vị nha, mà đàn bà con gái mà không biết dưỡng gì hết trơn trời. Rồi ta nói sau này chồng nó đẹp quá rồi, một ngày nọ một nhỏ nào vô cướp chồng đi, rồi lúc đó là không có cái mối tình mà ta nói là khùng ra không, là không biết cái này thiệt chứ. Lỡ kiếp này đi, kiếp sau làm đàn bà đi, em sao lợi gì bốn lần dễ làm đi cũng làm. Đây nè, đây quý vị coi nè, khi mà mình sử dụng xong gì không là cái da mình sẽ trắng và nõn nà luôn. Mẹ à, nõn nà cái ghê không, chịu đeo. Dạ đúng rồi mấy chị ơi, in boss cho chị Liễu Đặng nha. Anh Mạnh Mùi ơi, chứ in boss chị Liễu Đặng giùm em nha, cho cướp luôn em. Gì vậy? cho cướp luôn hả? Ở đây có ai muốn cướp em không mọi người ơi? Có ai muốn cướp em không quý vị ơi? Dạ tắm thì mình phải dưỡng đó mấy chị, chứ mình đừng nghĩ là mình tắm đã trắng rồi là không có sản phẩm nào mà đảm bảo cho mấy chị tắm trắng rồi mấy chị ra đường phơi phới rồi đó là nó không có đen, là không ai đảm bảo được đâu mấy chị ơi. Mình tắm trắng mình phải biết dưỡng giùm em nữa nha mấy chị nha. Đúng rồi, mình tắm trắng mình phải dưỡng, chứ không có một cái sản phẩm thần thánh, không một sản phẩm nào thần kỳ mà nhiệm màu cho gì mà mình xước lên mà trắng hoài. Ở đâu ra, ở đâu mà ra? Hàng của mình có khuyến mãi 230, không bao giờ có chuyện đó gì nha. Ai mà ham rẻ thì bị dính hàng giả, ráng chịu không chị nha. Rất là nhiều trường hợp rồi, bởi cái chai này rất là nổi tiếng trên thị trường. Nó cực kỳ nổi tiếng luôn. Cho nên mọi người rất là dễ mà bị dính hàng giả như vậy nha. Đừng có ham rẻ như vậy nha. Ham rẻ vì chai này nó trộn ai skin, bây giờ bán 100 mấy 200 ngàn cũng có luôn. Nhưng mà mọi người ơi, thì cái sản phẩm đó chính là giả màu. Cho nên mọi người phải cẩn thận dùm cho em, đừng tham hàng rẻ, hàng fake đó bạn. Không nói ông bị đuối rồi đó. Dạ đúng rồi, một chai là 490 ngàn. Đúng rồi, chị cách tính thôi, inbox cho mình lên bùi giùm em nha. Bây giờ là có số hotline của em, mình lên bùi em ghi bên dưới đó mấy chị. Mấy chị mua giùm em, mấy chị đứa ham 230 ngàn nó cũng là tiền đúng không mấy chị. Nhưng mà mình thêm rồi xíu nữa là mình mua đúng hàng chính hãng, là 490 ngàn của anh mình lên bùi giùm em nha. Dạ. Cái mì ăn quá trời hả chị Út Út, cảm ơn chị Út Út nha, cảm ơn. Vậy mấy giờ rồi hả? Hiện tại bây giờ là 0 giờ rồi, em ngủ đi em. Hơi đâu mà mua á skin hả? Hơi đâu mà mua, mỹ đi hả? Xin lỗi mà lên bùi. Rẻ tắm rẻ, dạ đúng rồi vậy. Bây giờ ông bà người ta thường có một câu rất là hay. Kính thưa quý vị các bạn, nếu chúng ta mua rẻ thì ta phải tắm nó ra rẻ thôi nha. Ừ. 490 ngàn một chai là mấy chị mua ba sản à bốn bộ một sản một bộ sản phẩm là bốn sản phẩm mà một bộ mấy chị là 1.470.000 là mấy chị được tặng một chai nha mấy chị nha. Đúng rồi, có nha Nguyễn Cao Ti nha, có nha, hứa trên like rồi là mọi người ai cũng làm chứng cho em hết là phải dẫn em đi chứ. Dạ đúng rồi, một bộ là 1.470.000 á chị Phạm Bích ơi, có nghĩa là mấy chị mua ba sản phẩm này là 1.470.000 là mấy chị được tặng một chai nha mấy chị nha. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần điện vào số hotline của anh Mùi Lệ Ninh, em đã ghi ở dưới giùm em nha. Bên đây là anh Mùi Lệ Ninh đang tuyển sĩ và tuyển đại lý toàn quốc, cho nên là mọi người inbox cho anh Mùi Lệ Ninh giùm em để gia nhập hệ thống nha. Kính thưa quý vị bạn, nếu như mọi người anh Đào Bá Lộc, Đào Bá Lộc trời ơi, tính muốn hát tặng bài hát nữa. Bài hát gì đâu quên rồi, bài gì quên rồi, bây giờ bài gì hát, bài hát
Không đi. Không nhớ. Còn câu đầu nè. Không biết. Bài gì? Bài gì? Gì đơn phương, người chẳng thương à, tôi. Đời đơn phương. Đời đơn phương, nói ra lại câu đầu hát xem. Người chẳng thương tôi mà. Người ta hát hay lắm á nha, không hát đàng hoàng em hát bài đó lắm á. Thôi kể đi hai. À rồi đó, ăn uống hả? À, ăn uống rồi không rửa bát hả? À, không nha. Hàng 230 là hàng nhái anh Dương Lâm Đồng Nai hả? À, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ ủng hộ hàng của anh Dương Lâm Đồng Nai, bởi vì anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Say, anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Say, chàng trai này nhà ở Đồng Nai, bà má nó sớm hôm tảo tầng mà giờ đây em bán AS kinh. Em là mắt yêu nghề thôi chứ gì, thấy không? Trời ơi, nhiều khi ta bán đồ ta phải tập trung vào sản phẩm, còn em không. À, em thích làm nên em nói chuyện thôi, em yêu nghề nha, em rất là yêu nghề. Cho nên mọi người ơi, nếu như ai mua hàng thì nhanh tay lẹ chân để lại số điện thoại giùm cho em. Hoặc là mọi người nhớ là mọi người ủng hộ giùm cho em, nếu như mà mọi người không ủng hộ em thì em liêu liêu liêu. Liêu liêu liêu. Không biết liêu liêu sao anh? Thích coi hài của Lê Dương Bảo Lâm, chị thích lắm hả chị? Ồ, ồ, cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu như mà chị yêu quý em thì ngày 20 chị nhớ qua bên sân khấu Đà Lăng Anh, chị ủng hộ Lai Sơn Hoài Linh. Em là đóng con của anh Hoài Linh và rất là dễ thương và duyên dáng. Chị nhớ ủng hộ giùm cho em. Giá ca vé cao nhất là 2,5 triệu, còn vé mà rẻ nhất là chỉ 160-200 ngàn thôi. Chị nhớ ủng hộ giùm cho em nha. Dạ, cảm ơn chị yêu của em rất là nhiều. Còn nếu mà chị yêu quý em quá nữa là cái chị cho em 3-4 triệu đi, em mua quần áo, em sắm đồ đồ này nọ. Ai biết ai gì? Vài dòng nhật ký tôi đã, à đúng rồi, vài dòng nhật ký tôi đã yêu thương một người. Trời ơi, ngày xưa là đó, hai vợ chồng ngồi xe là mở Đào Bá Lộc, mở Đào Bá Lộc, mở Đào Bá Lộc và mở Đào Bá Lộc. Nhạc nghe rất là tĩnh tâm. Vậy má, cái đó là nhạc nhạc thiền má. Cái nào khủng quá. Nhạc hay lắm, em thích bài đó lắm, bài Đơn Phương phải không? Đơn Phương. Người đã hết yêu tôi rồi. Anh bị điên rồi. Ồ, anh nhà ở đâu thế? Nghe cái giùm té. Ra ra. Em thích hài của anh lắm, nay thấy ít anh, thấy ít anh ít hả? Em ơi, thật sự anh trường cái mặt anh lên cũng rất là nhiều nha em nha. Thật sự luôn em nha. Nè. Tóc gì giống nóng rơm mà tóc gì giống rơm. Tóc dày mà giống nóng rơm. Ủa đẹp không lợi anh cái ganh tị sân si hả em? Hả em? Chị Út gì chị nói gì vậy? Nhiều người bờ lờ nhưng Bảo Lâm vui nhất. Không, chị nói gì kìa chứ gì? Nè. Anh Lâm em là Facebook bữa tân gia nhà anh mà em bị mất Facebook và số điện thoại quản lý. Ủa là gì? Là sao vậy? Là sao vậy? Chị có vợ chồng thân. Dạ em cảm ơn chị ột ột nha. Dạ bây giờ là mấy chị mua là mấy chị đặt hàng, mấy chị để lại số điện thoại giùm em. Hoặc là inbox cho anh Quỳnh Minh Linh giùm em nha mấy chị nha. Một chai là 490 ngàn. Một chai tắm trắng là mình sử dụng khoảng 2 tháng nha mọi người nha. Chị nào mua hàng comment để số thoại ủng hộ giùm cho em như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân, em quá mệt mỏi rồi. Hồi nãy đứa nào nói em cái tóc như một cái đống rơm, thì bây giờ cho quý vị coi tóc thiệt của em. Anh nhà ở đâu thế xê? Ơi nàng dễ hương quá anh. Gì? Nàng dễ hương quá. Đúng không? Anh yêu đời, em rất là yêu đời nha quý vị nha. Cuộc đời của em không có gì mà buồn phiền, không gì phải lo lắng hết trơn trời. Hải nó vô kìa. Hải Minh hả? Hải Minh đi làm gái rồi. Trời Hải Minh ơi, em bị đẹp thiệt nha. Đi làm gái rồi. À đồ tối đi đi ba được không? Anh nhà ở đâu thế? Cứ chơi với trong tim rồi từ nào? Cứ nghe xin anh cái gì? Rành quá ha, rành ghê ha. Em nói là vợ đi làm gái rồi. Có công dụng như thế nào? Xin ra đây, xin ra. Quý vị ơi, hiện tại thì trên tay của Lê Dương Bảo Lâm đó là một bộ sản phẩm của Air Skin, một bộ là 1,470,000. Chị em nào mua ủng hộ giùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Nếu như mọi người xài là mọi người sẽ rất trê rất trệt, rất trê rất trệt liền. Hello mọi người. Mới sử dụng lần đầu, mua một than hoàn tính nha em. Dạ chị Liễu Đặng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã tin tưởng và một chị ơi, chị phải nhớ là ở trên livestream của em thôi, chỉ trên livestream của Liên Vũ Lâm thôi. Mọi người cẩn thận, bây giờ hàng giả, hàng nhái rất là nhiều. Nhiều khi mà em like xong rồi, cái dân chúng lụm cái clip này và phát lại và giao hàng giả cho chị. Chứ giờ mọi người hãy nhanh tay lẹ chân, hãy sở hữu một dòng sản phẩm như thế này nha.
Nhi ơi, con ạ với cô mấy chú đi. À, bye bye đi. Bye, con ạ đi. Trời ơi, con có thương cô Nguyễn Kha Ti không? Có. Trời ơi, con có thương cô Hiền Lương không? Có. Con có thương cô Liễu Đặng không? Có. Trời ơi, con có thương chú Mạnh Linh Bùi không? Có. Con có thương chú Đào Bá Lộc không? Có. Con có thương chị Khởi My không? Có. Vậy mà Khởi My không lì xì. Ồ, con có thương cô Ổn Ổn không? Ổn. Có luôn mà cô Ổn Ổn không, không lì xì luôn. Có, cô có kìa. Có không? Không? Có luôn mà mấy cô không lì xì cho cháu. Em là em hay xin đồ xin tiền lắm mà không hay cho. Kỳ anh. Gì? Kỳ quá. Có đầu kỳ. Tính bị kỳ á. Có đầu kỳ trời khùng quá. Bữa là em xây nhà xong cái em xin chị Nam Thư cái tủ lạnh 45 triệu mà chị không cho. Em có xin chị Khả Như là chị ơi Khả Như ơi, cho em cái tivi 60 triệu, chị Khả Như im luôn, chị Khả Như đã xem mà chị im lặng. Đó, chị im lặng luôn. À Facebook giả Nguyễn Kha Ti ơi, Facebook giả nha mọi người nha. Em là Nguyễn Nhàn ở Kon Tum hả? Ế sao quen vậy Nguyễn Nhàn Kon Tum? Hình như là ông Hòa Tăng Gia gì đó. Gì quên rồi. Nhớ rồi, nhớ rồi, Nguyễn Nhàn nhớ rồi. Nguyễn Nhàn. Mỗi người nhìn nhau lòng này sâu đau. Nói không nên lời trời cao có thấu cho Nguyễn Nhàn bị hack Facebook mà. Nguyễn Nhàn ơi ơi âm dương cách chia. Xin ông giùm thương cho con Nguyễn Nhàn nào là yêu tinh. Ông bị điên rồi. Ông bị điên rồi mấy anh chị ơi. Em tìm không ra số quản lý gửi quà mà xe Quốc Minh phải trở lại về Kon Tum hả? Ai, buồn quá vậy. Để số điện thoại giùm cho anh đi. Hôm nay anh không đi show trời đó con. Em tập bài từ sáng sớm cho đến chiều rồi quý vị. Sáng sớm đến chiều là tối là đi thu âm. Tối đi thu âm nhưng mà em nói là bây giờ em phải live stream rồi. Cái chắc Phượng không cho em làm đó. Hiểu Phượng nó thôi bây giờ mày live stream mày kiếm thêm đi chứ mày tập hoài sao được. Đó cái em ngồi về em live stream. Em không có xác nhận thấy nghi nghi. Đúng rồi nha. Biết gì đâu mà đúng rồi. Kìa Út số điện thoại hả, số điện thoại tặng quà kìa. Anh bó cho anh Lâm giùm em nha. 0824 trời đất ơi tặng quà luôn trời ơi. Quà cắp, quà cắp, quà cắp, quà cắp. Quý vị ơi ở đây có ai mà nếu mà yêu thương em thì mọi người cứ tặng quà cho em như vậy nha. Em sẽ nhận hết tất cả các loại quà, mọi người đừng tặng lựu đạn cho em được rồi giống vậy nha. Vừa mở ra bùm. Trời ơi có thú lưu đàn, trời ơi chết cha em luôn. Anh điên ghê anh. Dạ ở đâu thế? Em dễ thương quá vậy ha. Cái gì nào biết em là 30 tuổi rồi đúng không vậy? Chị, ba mấy rồi. Ba mấy hả? Ừ. Nửa đời người rồi. Trời ơi, chị kìa, Hòa Tăng Gia vẫn còn đây kìa. Thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu đương chưa kịp xem phần. Gì? Yêu gì nữa không? Bé đó con. Chị em cảm ơn chị Út Titi Lon gì nha. Ê bà nhà Nguyễn nhớ nhà Nguyễn rồi. Sao bây giờ em đặt cái tên gì mà nó tiếng Anh yếu English for today với em. It's a good one. Té nó nhì. Nhốt ổng lại gì. Trời ơi làm tôi con chó vậy, nhốt tôi lại thiệt. Tôi là Bảo Lâm mà nó làm tôi con chó này kêu tôi nhốt tôi lại. Phương nó kêu nhốt con xìa mô quay người ổng lại đi. Thu Thủy ơi chị gửi rồi nha, mới gửi đi luôn á Thu Thủy ơi. Ồ mấy chị cũng em cũng mình em mà vừa phụ ổng vừa làm việc nhà vừa trông con nữa. Mấy chị đặt bánh á, mấy chị mất đi em từ từ em chép hết cho mấy chị nha. Đừng chửi em tội nghiệp em. Hết giận con rồi có không? Ủa đâu có giận gì đâu. Có giận cái gì đâu con ơi, con nói hoài là chú mới giận con đó nha. Không hề giận gì trơn trời, thời gian của tôi là cuộc đời tôi không bao giờ tôi giận ai. Thời gian của tôi là đi kiếm tiền mà tôi hưởng thụ cái cuộc sống này thôi, tôi không bao giờ tôi giận ai hết trơn trời. Nếu mà tôi ghét ai là sẽ lật đất liền. Hát bài Như Lâm Đồng Nai đi, ok, say. Quỳnh đi ra đi Quỳnh. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Trở về quê hương thăm mẹ cha bà con làng xóm.
Ngày xưa chẳng ai biết vân tay, giờ này người ta thương gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm giết hai mau trái đi thôi. Này, anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ để mình. Ok, Thu Nguyễn, cảm ơn chị đó nhiều, cảm ơn chị, em mệt lắm chị ơi. Ok. Ok chưa? Chị nói rồi. Mô Phật kìa, trời ơi. Mấy chị hát xong á chị mô Phật luôn. Nè, ôi lộn mà. Bây giờ là mọi người mua, mấy chị là mua để lại số điện thoại giùm em nha. Hoặc là để hỏi inbox cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha mấy chị ơi. Ủa, nhận được kem của Năng Thị với vợ Quỳnh. Không biết nữa, để kiểm tra nữa. Được chưa ta? Dạ, nhận nhiều sản phẩm không? Để gửi hình qua kiểm tra. Mua hoạt khí chịu não chẳng muốn đi. Em bị dứt đầu á, bán hàng đi hát hoài. Em không bán hàng cái gì nha. Em là cái sở thích của em gì biết không? Em thích thì em bán, không thích thì thôi. Cho nên mọi người đừng có nói gì trân trọng. Ở đây nè, ở đây có ông Táo và em làm chứng cho em nha. Em là em like yêu nghề thôi, chứ bây giờ em không thích bán nữa. Đừng mua, đừng ai mua gì trơn trọi. Đừng ai mua gì trơn trọi. Hai chồng ăn cơm mà chưa ăn cơm luôn. Chưa ăn cơm mà ngồi đây nói chuyện quá trời quá đất luôn. Thôi quý vị ơi. Mẹ đó con. Lên đây với mẹ. Mẹ ẩm nè. Nhìn nhìn mẹ, mẹ ẩm nè, chào với cô chú nè. Cái gì ngày xưa em bị mụn quá vậy? Em bị mụn á, em bị thâm nè. Ghê, ghê, ghê. Bị mụn ghê lắm. Nhân viên bên em sẽ cười cò cò. Ok vậy thôi, bây giờ em sẽ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây ăn. Đứa con gái bây giờ mua đi chơi kìa. Đứa con gái xấu xí của tôi. Đây, con chào cô chú đi. À đi con. Kem. Chữ. 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 Mạnh lên. Chữ. Chữ. Bóp nát. Rồi chữ, rồi chữ, gâu gâu. Liêu liêu, liêu liêu. Liêu liêu. Liêu liêu liêu. Canh nguội rồi, canh hư luôn rồi, canh thúi luôn rồi, cái gì ơi. Anh Lâm ơi, giận em rồi. Cái gì vậy? Anh Lâm giận em và đã lóc em rồi. Vì em đang theo dõi nè, lóc là gì cũng có đâu, không có lóc, không có lóc ai trời ơi. Nhi. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của em. Thì thôi bây giờ sẽ kết thúc livestream tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của em. Và bây giờ nếu như ai mà đang cần sản phẩm Air Skin thì liên hệ cho Mạnh Linh Bùi dùm cho em. Một bộ là 1.470.000, một chai là 390.000 nha, cực kỳ rẻ cho chị luôn. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Bảo Nhi giống ba hả? Cảm ơn mọi người rất nhiều, gia đình Phúc Hà, cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Liêu liêu, ok bye bye mọi người. Trời ơi, chưa tắt nữa. Chưa tắt luôn. Bỏ trên xe á. Ăn cơm đi, hai năm ăn cơm, bye bye mọi người nha.